em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em cũng có mặt tại cửa hàng mô tô của anh Dương nha anh chị các bạn. Cũng là vừa về lô mô tô, phải nói là mô tô siêu lướt luôn nha anh chị. Đó, xe dạng như là tồn kho với lại là xe trúng thưởng nha anh em. Đó, xe toàn là xe lướt từ 150 nè, hôm nay có 150 với lại đến 300cc. Đó, mình có 200 chứ, đúp 200. Đó, xe này mới vừa trúng thưởng luôn anh em. Và chiếc này thì Yamaha FZ 150 10. Con này là S nhưng mà có lên FI nha anh em. Có FI rồi. Đó, có loại mà có loại xăng cơ nữa, nhưng mà con này là FI nha anh em. Con này thì hàng tồn kho nè. Đó, đăng ký lần đầu 2021. Đi mới có vậy là đâu có 1200 cây à. 1200 anh em. Xe đẹp lắm. Máy còn rất là ấm luôn anh em. Anh em lưu ý nha, hàng tồn kho nha anh em. Đó, xe này không còn sản xuất nữa. Đó, trên thị trường hiện tại là không còn xe này nha. Còn nhưng mà cũng là xe cũ, xe rất là xấu rồi, chạy rất là nhiều ngàn cây anh em. Con này chắc xe anh em mình nếu mà có quan tâm mình trực tiếp đến địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Hiệp, Dĩ An, Bình Dương để trực tiếp xem xe chất lượng xe như thế nào nha anh em nha. Đó, hoặc mình ở xa thì cứ thể liên hệ qua số Zalo em có để trực tiếp trên màn hình. Đó, để được xem chi tiết xe. Con này hiện tại là 45 triệu nha anh em. Đó, xe Ken, xe lướt khác. Còn xe rẻ thì chất lượng nó khác nha anh em. Cũng có xe rẻ luôn. Vừa mới bán một chiếc cũng ớt như thế này mà xăng FI luôn. Họ có 16 triệu à. Đó, anh em mình có xem trên kênh em thì cũng biết chiếc đó ha. Đó, nhưng mà chiếc này còn lướt nha. Thôi 150 thì mình sẽ xem em cầu cào luôn đi. Cầu cào này của hãng Kawasaki nha anh em. Nè. Cái hiệu đó anh em. Cái LX. Con này 250 là 150. 230 nữa nè. À, hay là LX 230 không? Là CC đó là 230 đúng không? Anh em. Xe rất là mới luôn anh em nha. Đi mới có 60 cây à. Anh em mình tưởng tượng coi, mới cỡ nào. 64 cây nè. Chủ mua có 30 mấy cây à, mà trên đường mình chạy về á là lên 64 cây nha anh em. Rất là mới luôn. Đó, mình quay một vòng xe cho anh em mình xem xe như thế nào nha. Rất là sạch đẹp. Nói chung là không khác gì một chiếc xe mới anh em. Anh em mình mua xe này tiết kiệm là đâu mấy chục á. 20 triệu á anh em. Mà chiếc này là còn như là xe mới rồi. Mới có đi có 64 cây à. Xe còn cứng, ghim, bỏ im luôn. Con này hiện tại thì 139 triệu nha anh em. Xe mới như nó tới 150 mấy à. 155 chưa giấy là xe mới anh em. Đó, anh em nào mà có quan tâm mẫu cầu cào này mình liên hệ luôn nha anh em nha. Xe lướt, xe mới. Anh em mình muốn mua xe mới là tiết kiệm là 20 triệu á. Rồi, tiếp tục luôn. Đúp HK KTM đúp 3200 nè anh em. Đúp 200 này thì anh em mình vừa mới trúng thưởng luôn. Vừa mới trúng thưởng đằng hát này nè anh chị. Từ hát chạy về đây mới 3 cây à. Đó, về anh Dương luôn. Không khác gì xe mới luôn. Không có gì mà để mình diễn cho anh em ơi. À, chưa có đăng ký luôn á. Anh em nào mà mua về á mình đăng ký ra tên luôn. Đó. Mới có 3 km này nè, chạy từ từ đằng kia, từ đằng kế bên đây 3 cây rồi. À, bình nó yếu nè. À, chúng thử anh em, nó còn cái bông hoa trên đây luôn, để đây nè. Mới vừa chạy về luôn anh em, mình quay cho anh em mình xem luôn á. Xe đẹp lắm. Nếu mà anh em mình mua chiếc này á, tiết kiệm so với xe mới hiện tại là tao tầm 40 triệu á. Wow, cực kỳ khủng không. Con này hiện tại thì anh Dương đang để cho anh em mình là 99 triệu anh em. Xe mới là tới 139 á.
anh em mình nếu mà có quan tâm mình liên hệ luôn để sở hữu, em nói cũng giá cũng khá là hợp lý anh em. Anh em mình mua về là mình đăng ký luôn đó, chưa có đăng ký ai hết. Nói chung là như xe mới anh em. Lưu ý là xe trúng thưởng nha anh em, mới trúng thưởng đó. Anh em này ba mẫu xe này mình thích dòng nào mình liên hệ luôn ha. Còn bên khu vực bên đây mình còn phân khối nhỏ nè, G15V3 đó, 155cc nè anh em. Con này thì anh em cũng đã biết ha, vợ bên trong vừa mới dắt ra, còn ở bên cửa hàng còn có một chiếc à. Con này hiện tại là nhiêu ta? 45 triệu em. Con này đi mới có 5.000 cây anh em, 45 triệu. Con này biển 61 luôn nè anh em ha. Rồi đó thì mình tiếp tục vào bên trong mình lướt cho anh chị các bạn mình xem ở bên trong còn những dòng ô tô gì nha anh em. Đây đó. Bên trong đây thì nói chung thì 150 cũng có, 1.000 cũng có luôn, là 500cc cũng có, 650 cũng có luôn. Nói chung đủ hết thể loại luôn nè. Ai mà tha hồ đến đây mình lựa luôn nha. Đó. Con này mình bán rồi đúng không? Chưa anh ơi, đang rút hồ sơ. Con này đã... À, con này mà đang trên đường rút hồ sơ anh em ơi. Có 4 mấy triệu à. Kawasaki W175 á. Rồi, đây mình còn Gbel 500 nè anh em. Rồi Gbel 300 nè. Đó, phân khối 150 thì mình có MT15 anh em. MT15 với lại Suzuki GDS nè. Đó, CB nè, Bandit nè, đó có đầy đủ hết nha anh em. Rồi qua khu vực bên đây nè anh em. Đây, CB 150 nè. 4 mấy triệu à. Rồi CB 150G nè. Con này là 6 mấy triệu à. Đó anh em. G15 cũng còn nè anh em. G15 này con này 39 nè. Và G3 nè anh em. G3 này hình như còn 69 nè đúng không? 69 triệu à. Đó, lướt sơ cho anh em mình xem nè. CBR 250 nè anh em. 250 mà hiện tại còn có 92 rồi. 2019 nè, biển Sài Gòn luôn. Đó. Rồi Z650 nè và Ninja 400 nè anh em. Ninja 650 cũng có luôn ha. Đó, anh em mình nếu mà có quan tâm dòng xe nào mình liên hệ luôn qua số Zalo trên màn hình để mình trực tiếp xem xe nha anh em. Đây mình có Z9 nè. Z650 nè, Z1000 đó. Đời thấp và đời cao cũng có luôn, từ đời 2014 cho đến 2018 nha anh em. Đó, anh em mình thích đời nào thì mình có thể liên hệ luôn nha anh em nha. Thì cái clip này thì em chỉ cập nhật những mẫu xe lướt mới về thôi nha anh em nha. Đó, chắc có lẽ là mình hẹn lại clip sau mình sẽ cập nhật trong cái lô bên trong cửa hàng cho nó kỹ hơn, quay rõ ràng hơn cho anh em mình xem. Đó. Thì cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video nha. Nếu thích dòng xe nào cứ đến ngay địa chỉ của anh Dương để mình xem xe nha anh em nha. Hoặc liên hệ qua số Zalo trên màn hình giúp em. Và cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.